Chưa, không cầm chai nước lọc về rồi. Mà uống hết chưa? Chưa. Ôi phí quá, 15.000. 15.000 chai nước ngọt lọc á, chỉ 10.000 thôi. Ừ, đây nó 15.000 đấy. Cũng chai nước lọc 15.000. Hello, hôm nay là em là đi tổ chức sinh nhật sớm cho chị Trà My Bông. Đâu, phải sinh nhật chứ. Tổ chức sinh nhật sớm thì hôm nay sẽ đưa cả nhà đi ăn và chị Trà My cũng sẽ đi ăn. Trà My Bông cũng sẽ đi ăn. Ôi, đây, sinh nhật bông bạn nào? Là đi ăn đi đổ cái tường mà. Bác đổ ở trong, đổ ở ngoài chứ. Thì cho chị Trà My Bông đi ăn sớm. Lần này quyết định thì tổ chức sinh nhật này không tổ chức sinh nhật nữa mà gọi là chỉ gia đình đi ăn uống xong thì gọi là mua một cái bánh nhỏ cho chị Bông thử nếm thôi, chứ không tổ chức mời ai cả. Tại vì là lần này đã là lần thứ 8 chị Trà My tổ chức sinh nhật rồi, không còn mới nữa. Giờ sẽ đi ăn, hôm nay đi ăn gì nhỉ? Đi ăn gì hả Trà My? Đi ăn thịt nướng kiểu nhiệt, buffet. Buffet BBQ à? BBQ đúng rồi. Ở đây đi ăn cơm mà. Đi ăn hôm nay đi ăn thịt đồ nướng. À bố đưa đâu vừa nãy bỏ điên cơm à? Chắc là bố nói nhầm. Bố đông rồi. Ừ, bố nói nhầm. Bố này đi ăn, để trả chú để đi đâu? Để đi ăn cơm đâu, bố đưa cơm à? À, bố nhầm mà. Bố nhỏ thôi. Bố bảo bố nhầm rồi thì rồi. Rồi đấy. Giờ sẽ đi nhá, bây giờ là mình đi. Bố thua hết bao rồi. 8 giờ, cho 8 giờ đến nơi. Đang đi sắp đến quán rồi. Ba mẹ con đang đi trước rồi. Đây, chỗ này là khu công nghiệp Bắc Thăng Long nhá. Vừa phải đỗ xe ở ngoài đằng kia, đỗ xe ở ngoài chỗ cổng trường. Giờ phải đi bộ một đoạn. Đi bộ khoảng 100m. Đây, đây là Trà My. Đây, quán nướng này rồi. Sinh nhật cho chị Trà My. 180 một người đúng không? 180 một người. Buffet nướng 180. Đây. BBQ rồi. Buffet nướng kiểu Nhật luôn. Đây rồi. Buffet nướng kiểu Nhật. Khá là đông rồi. Rào đây. Đâu? Trà My gọi món đi. Trà My gọi đi. Đang đợi. Trà My gọi món đi nha. À đây có 7 áp về rồi nè. Uống trước đi. Trà My đâu đang chén rồi. Đây kẹp đây. Yeah, bây giờ mình cho đồ vào nướng. Trứng hấp. Món trứng hấp đây, bông ăn đi. Chúc mừng sinh nhật Trà My nhá. Trà My đang gặp. Lùi chị ăn khoai tây, chị ăn khoai tây chiên. Chưa, không cầm chai nước lọc về rồi. Mà uống hết chưa? Chưa. Ôi phí quá, 15.000.
15.000 chai nước ngọt lọc á, chỉ 10.000 thôi. Ừ, đây nó 15.000 đấy. Cũng chai lọc 15.000. Hay quên quên. Đâu làm gì có chai Coca. Ờ thì nước nó sẽ đắt hơn mà. Này uống đi. Nụ cười đã tắt. Này. Được đi cho hơn được. Phải uống xong rồi anh em ơi. Thì chi phí là hết 5 lít anh em ạ. 5 lít á? Sao vậy thế này? Mỗi gần như là mỗi 3 người ăn mà. Bông ba lu thì không ăn rồi, còn bạn Chami này cũng nhỏ tính xuất trẻ con. Sao không ít thì bạn Chami này còn muốn mua một cái lắc tay nữa. Vòng tay. Vòng tay. Bạn Chami còn muốn mua một cái vòng tay nữa. Nên là mai sẽ phải mua cho bạn ấy cái trà màu Chami vòng tay để kỷ niệm. Mai sẽ quay phim ở đi lắc tay. Bạn ấy sẽ kỷ niệm là bạn ấy sinh nhật 8 tuổi sẽ mua được một cái lắc tay. Đâu, nghĩa là mẹ mai không phải, mẹ mai mua cho con thôi chứ không phải tặng đâu, nhưng mà kiểu gần đến ngày sinh nhật rồi cho nên cũng thế là tặng luôn á. Tặng luôn. Ơ thì con có thêm cả vòng chân nữa nhở. Ui giời, ai đeo gì lắc chân không? Ai đeo làm gì lắc chân lu lu em nhỏ rồi. Rồi rồi em sẽ đi về nha. Xong ngày mai mua cho cái lắc tay nữa là kết thúc cái ngày sinh nhật của bạn Trà My. Sinh nhật sớm. Cô chú ơi, cô chú. Đây, Trà My đang đi mua vàng, mua lắc tay. Đi mua lắc tay đi. Của bông đâu, tay của bông đâu, bác xem nào, tay đấy à. Đây nhá, đây là vòng tay đã về. Đã vòng tay thì xem là mặt nó như nào nào. Đây, đây là món quà sinh nhật của bông, vòng tay bằng bạc. Đấy, vòng tay trên này là đính kim cương luôn này. Đây là quà sinh nhật mấy tuổi nhỉ bông nhỉ? 8 tuổi. Sinh nhật 8 tuổi nha. Rồi ok. Thì cái video quà sinh nhật của Trà My tạm dừng tại đây nha. Bạn ấy đang xấu hổ.